nhằm giúp các doanh nghiệp quản lý, các đơn vị, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt thông tin về nghị định của chính phủ, quy định chi tiết về luật ngoại thương, luật thương mại liên quan tới hoạt động xúc tiến thương mại. Cục xúc tiến thương mại đã tổ chức hội thảo phổ biến nội dung các nghị định liên quan. Theo Cục Xúc Tiến Thương mại Nghị định số 28-2018 NDCP của Chính phủ, quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về phát triển hoạt động ngoại thương, thông qua xúc tiến thương mại, hoạt động của Tổ chức Xúc tiến Thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, hoạt động của Tổ chức Xúc tiến Thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này quy định cụ thể về chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, chương trình cấp quốc gia về xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia, nguyên tắc hoạt động của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại nước ngoài, hoạt động của Tổ chức Xúc tiến Thương mại nước ngoài tại Việt Nam đối với Nghị định số 81-2018 NDCP trên cơ sở kế thừa các quy định của Nghị định số 37-2006 NDCP đã đưa ra những quy định mới mang tính đột phá đối với các hoạt động khuyến mại và hội trợ, triển lãm thương mại theo hướng phù hợp hơn so với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại. Theo đó, các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được tăng lên 100%. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 7 ngày làm việc xuống 5 ngày đối với các thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại, từ 10 ngày làm việc xuống còn 7 ngày đối với thủ tục đăng ký tổ chức hội trợ triển lãm thương mại trong nước và nước ngoài.